Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong video ngày hôm nay. Và vâng, thưa quý vị, hôm nay thì Mộc Nam Huy đang có sẵn ở đây một bộ bàn ăn chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%, và với cái kiểu bàn là bàn oval quý vị nhé. Đi kèm với bộ bàn ăn này là 6 chiếc ghế, và 6 chiếc ghế thì được làm theo kiểu dàn tó hoa lá tây, và phần tựa là phần tựa trơn, mặt ván thì là mặt ván bông vân loang quý vị nhé, trên tất cả 6 ghế. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một cái bộ bàn mà nó được làm theo cái tiêu chuẩn rất là cao, và nếu như quý vị chỉ nhìn theo sơ qua như này thì quý vị sẽ không thấy được quý vị nhé. Đây là một cái bộ bàn mà được Mộc Nam Huy làm với các cái phần chân phải nói là nó cực kỳ là to, cực kỳ là to khỏe. Với cái phần chân trụ đặc nguyên khối 23 thì cái trụ này nó là cái trụ của cái bộ bàn ăn 8 ghế quý vị nhé, đi kèm với các phần dâu dày 10 phân cũng là của các cái bộ bàn ăn 8 ghế, rất là to và rất là khỏe thưa quý vị. Vâng, cái bộ trụ này thì nó phải tải được cái bàn nó nặng khoảng 2-3 tạ cơ quý vị ạ, chứ nó tải cái bàn này bé quá thì nó hơi thừa sức quý vị ạ, rất là to. Vâng, cái bàn thì được làm với cái chiều rộng là 80, chiều dài 1m6, được làm theo dạng khuôn bao, và khuôn bao ngoài dày 2/2 và bao lăm trong là dày 1/2, thì bao lăm trong là hoàn toàn là nguyên là một lá quý vị nhé. Và bông vân cây thì được anh em tuyển chọn khá là đồng đều, khá là đẹp. Với cửa bàn oval thì ở đây Mộc Nam Huy chỉ làm có 4 miếng thôi, 2 miếng ngang và 2 miếng dọc, khác biệt hoàn toàn đối với thị trường, đó là hàng 6 miếng sẽ có thêm ghép nối ở đây, thì ở những cái mặt bàn đó thì nó sẽ có cái phần giá trị rẻ hơn rất là nhiều quý vị nhé. Về các phần ghế thì đây là các phần ghế được làm kiểu ghế hoa lá tây, phần tó hoa lá tây đục chạm rất là đẹp, các phần tựa trơn nguyên và chỉ đục các cái chuỗi hạt ở xung quanh đó. Mặt ván thì tiếp tục là mặt ván dày liền 1/7 đó, rất là đẹp. Còn là các cái phần chân thì là các phần chân là đục tay hoàn toàn 100%, và trần chân thì được đục theo kiểu chân hoa lá tây này đó. Phía bên dưới thì được đục kiểu chân mắt nai rất là đẹp, trên chất liệu gỗ hoa đỏ hết tự nhiên 100%. Vâng, kính thưa quý vị, thì đây là bộ bàn ăn sẽ có giá là 23 triệu tại xưởng gỗ của Mộc Nam Huy. Quý vị có nhu cầu đặt hàng có thể gọi điện cho Mộc Nam Huy qua hai số điện thoại ghi trên màn hình nhá quý vị nhá. Vâng, một bộ bàn ăn chất liệu gỗ hoa đỏ phải nói là rất là đẹp, rất là VIP. Dáng ghế thì ở đây như quý vị thấy này, dáng ghế Mộc Nam Huy làm rất là ngả luôn, như quý vị có thể thấy cái ghế nó bắt xéo như thế này và dàn chân nó choãi ra đằng sau đó, anh em sẽ lọng những cái cây này đó, nhìn cái dáng ghế ngồi rất là thoải mái. Khi mà làm những cái phần ghế mà nó cong như thế này thì sẽ tốn cây hơn nhiều, tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một cái dáng ghế ngồi rất là thoải mái, và đặc biệt thì nó cũng rất là vững chắc nhé quý vị nhé. Vâng, cái phần mà đặc biệt nhất ở trên cái bộ ghế này thì không đâu hết ngoài cái chân, để Huy sẽ quay cho mọi người cái chân nhá. Vâng, như quý vị thấy đây thì các cái phần chân trụ đặc nguyên khối chân 23. Vâng, các cái phần chân 23 đặc nguyên khối quý vị này. Đó, đặc nguyên khối rất là VIP luôn. Và các cái chân này thì được làm với rất là cái quãng chân thì Mộc Nam Huy sẽ làm ngắn hơn, bởi vì các cái chân trụ này nó rất là to. Và với cái thứ hai là với cái mặt bàn oval thì như quý vị thấy này, từ cái khúc thanh nối, hai thanh nối ngoài hất về ra là quý vị thấy nó sẽ có đường khuyết cong hai đầu. Vậy nên nếu như mà làm những cái chân này nó dài ra hơn á, thì các cái phần dâu này nó sẽ dư ra các cái phần mặt cạnh bàn, nó sẽ dư các phần cạnh này đó, nhìn ra rất là xấu. Vậy nên Mộc Nam Huy sẽ rút lại các cái phần chân như thế này. Vâng, phải nói là những cái chân này thì nó dày thôi rồi quý vị ạ, rất là dày, trụ 23 rồi các cái bản dâu dày 10 phân, các cây thanh kết nối dày 6 phân rưỡi. Vâng, không nói quá đâu, với những cái chân trụ như này thì nó phải chịu được những cái bàn tầm 3 tạ 4 tạ chứ quý vị ạ, chứ trụ một cái bàn bé như vậy thì nó lại quá đơn giản. Vâng, và đây là bộ ghế có giá 23 triệu lặp lại đến quý vị nhé. Quý vị có nhu cầu có thể liên hệ cho Mộc Nam Huy, và đây là bộ ghế mà vẫn còn mộc còn thô 100%. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi video này của xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Và quý vị có nhu cầu cho các sản phẩm bàn ăn thì quý vị cũng có thể tới xưởng Mộc Nam Huy kiểm tra lựa hàng và ký tên nhé. Trong cái lô hàng này thì Mộc Nam Huy cũng ra được một số những cái khá quý vị ạ, một số bộ đây, các cái phần bàn ghế Huy để đây, còn các phần ghế đây thì Huy cũng ra được một số bộ 6 ghế 8 ghế thì nó cũng ra được nhiều loại bàn khác nhau, bàn oval rồi bàn bánh tây rồi bàn chữ nhật các kiểu nhá.
Đó, ghế viết thì anh em luôn luôn là lựa rời ra, lựa riêng các cái mã số, bởi vì các cái phần bông vân anh em lựa đồng đều và nó cân xứng với nhau. Rồi các cái mẫu bàn, các mẫu bàn, các mẫu chân thì Huy cũng phải gọi là tàng trữ ở đây một số lượng khá là nhiều nhé quý vị nhé. Còn các cái bàn ăn căm xe, rồi là các bàn ăn gõ đỏ này, rồi ghế đây, đó ghế Huy để riêng hết quý vị nhé, ghế rồi là các cái phần chân, đó, riêng hết hoàn toàn. Vâng, và hôm nay thì Huy cũng còn hai bộ, một bộ bánh tây, bộ mặt vuông có vân rất là đẹp. Quý khách có nhu cầu có thể tới xưởng và kiểm tra lựa hàng. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi video này của Mộc Nam Huy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.